Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Phong bạo sắp đến, cô ấy lại đang tích ma lực rồi, mau tránh ra để tôi. Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, cô ngay cả đứng cũng không vững nữa rồi, làm sao chiến đấu? Cho dù là lửa của người lớn mạnh, ở trước mặt của hàn băng tuyệt đối là không, tuyệt đối không độ cũng chỉ có thể bị đóng thành băng. Cái gì? May mà ta còn đề phòng, một tay hiệu quả khắc chế thuộc tính. Kết quả chỉ có mức độ này sao? Chém. Tuyết Lộc, cô làm gì vậy? Tôi từng nói cô ta là con mồi của tôi. Hai ta không quen biết. Sao phải nhúng tay vào chuyện của tôi? Cút ra, sau khi cô ta hồi phục thực lực chiến đấu với tôi phải biến mạnh, mạnh hơn bất kỳ một ai. Cậu không thể nào hủy đi những thứ này. Tuyết Lộc lúc trước chắc chắn là thoái biến thành cường giả cấp đỉnh chân chính sau trận chiến này. Nhưng dựa vào kinh nghiệm lúc trước, phải đem công chúa băng xương giết chết mới có thể thoát khỏi khống chế tinh thần và tấn công của boss. Xin lỗi, tôi không có lựa chọn. Không. Cậu lại dám giết chết cô ta, không thể tha thứ. Tôi phải giết cậu. Tuyết Nồng, cô tỉnh táo một chút, tôi là Diệp Hạo. Chấp niệm quá sâu, xem ra cho dù là như vậy đánh ngã cô ấy, cũng không thể nào khiến cho cô ấy thoát khỏi khống chế tinh thần của boss. Phải nghĩ cách khác. Xung quanh Tuyết Nồng đó là mảnh vỡ thời không. Chẳng lẽ như là lần Mã Lệ Liên vậy, bởi vì cảm xúc quá là mãnh liệt, sinh ra cộng minh với huyễn cảnh hay sao? Có lẽ mình có thể tìm được manh mối trong đó. Như vậy xem ra Tuyết Nồng vốn là thiên kim gia tộc lớn. Tuổi nhỏ đã lộ ra thiên phú chiến đấu lớn mạnh và khí tức cường giả bẩm sinh. Tiểu nha đầu, gia tộc của các người đã phá sản hay là chiến đội của ta, đến chiến đội của ta làm tay đánh. Với thiên phú của cô, nói không chừng là rất nhanh có thể kiếm đủ tiền trả lợi thay cha của cô rồi. Tuyết Lộc, đừng nghe lời hắn. Ba sẽ nghĩ cách tuyệt đối không để con và mẹ chịu khổ. Xem ra gia tộc của cô ấy bị Hoàng Chính bẫy rồi. Hoàng Phổ tiên sinh, ta bằng lòng đi với ông. Tuyết Lộc, đừng. Nếu vậy, quỷ kế của tên này đoạt thành rồi. Cha, vì kéo dài vinh dự và tương lai của gia tộc, con phải đi. Xin hãy tin con, nhất định là có thể đoạt lại những gì về chúng ta. Ba mẹ, tại sao không chờ con? Con còn có thể biến mạnh hơn, mạnh đến mức có thể hủy đi Hoàng Chính, đoạt lại cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Rõ ràng tất cả rất nhanh là có thể thực hiện, sao hai người không chờ con? Thì ra đấy chính là động cơ Tuyết Nộc liều mạng muốn biến mạnh. Mình và cô ấy tuy gần như là hoàn toàn không có điểm chung, chỉ có chuyện theo đuổi nhà nhất trí. Chúng ta đều chỉ muốn sống hạnh phúc với người nhà. Sao cậu không đánh trả, xem thường tôi sao? Phương thức tấn công điên cuồng này giống như là đang tự tìm lấy sự hủy diệt của mình vậy. Không sao nữa rồi, Tuyết Nộc. Hoàng Chính sớm đã bị diệt, cô không cần phải báo thù nữa. Không, không thể nào. Hoàng Chính lớn mạnh sao có thể dễ dàng hủy diệt? Cậu nhất định là đang lừa tôi. Tôi không lừa cô. Cô có thể tự mình hồi phục lại. Chuyện quan trọng như vậy chắc chắn là đường chôn sâu trong ký ức của cô, phải không? Đối tôi, tấn công tinh thần của con bot này nằm ở chấp niệm sâu nhất trong lòng của mỗi người. Nếu chấp niệm của Tuyết Lộc chính là cái này, nói không chừng có thể đánh thức ký ức của cô ấy. Lại đem mình đóng băng lại rồi. Tuyết Lộc, không lẽ cô muốn trốn tránh hiện thực? Cô mà tôi quen biết không phải là loại người nhát gan này. Tôi không trốn tránh, chỉ là để mình bình tĩnh lại mà thôi. Mảnh vỡ ký ức đang biến mất, cô hồi phục ký ức rồi. Tôi rơi vào trong huyễn cảnh của kẻ địch,
còn phiền cậu đến cứu tôi, thật là mất mặt. Không mất mặt chút nào, là kẻ địch quá gian xảo, tấn công nơi yếu nhất ở trong lòng của chúng ta. Chào mừng quay lại, Tuyết Lộc. Tôi về rồi. Mọi người coi đến đây có thể bỏ chút thời gian qua kênh Nguyên Review này đăng ký giúp mình đủ 1.000 lượt theo dõi nhé.